Xin chào, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà cách cắt mai gối tựa lưng, giảm đau lưng về cuộc sống. Trước tiên mình đi cắt miếng vải nha, ngang 70, dài 1m4. Để giờ mình cắt hai miếng đắp nha, ngang 20, dưới này 6 phân, còn dài là 55 phân nha. Mình cắt thêm sợi viền dài 90, ngang 20 nha. Rồi trước tiên mình đi rọc cái miếng dài này ra nha. Mình rọc làm đôi ra để mình may dây kéo vào. Rồi mình rọc đôi này ra rồi nha. Trước tiên mình may dây kéo nha. May dây kéo vào cái miếng dài nè. May dây kéo mình may từ đầu tới cuối nha, xong mình cắt dây kéo. Rồi mình may bên nữa nha. Mình may hai bên. Rồi mình may dài từ đầu tới cuối nha. Gô cộng dây kéo. Rồi mình sẽ ráp cái miếng đó, mình ráp cái đầu lớn vào nha. Ráp cái đầu lớn vào hai bên như vậy nha. Mình đi xỏ cái đầu dây kéo vào đó. Rồi mình xỏ cái đầu dây kéo vào nha. Rồi mình ráp bên nữa. Rồi. Bây giờ mình đi làm giáo giữa của miếng vải nha. Rồi mình sẽ để cái đầu nhỏ này vào giữa, cái đầu nhỏ này vào cái giữa miếng vải này. Mình bắt đầu mình may nha. Mình may quanh nha, may quanh hết. May quanh hết. May từ bên này qua bên kia luôn. Tới góc mình bẻ góc qua. Bẻ quanh rồi mình may tiếp. Rồi qua bên nhỏ này mình cũng may tiếp nha. Đó, may xuống cái góc nhỏ này. Đó, mình may đầu lớn đầu nhỏ vậy cho nên cái gối mình nó có cái độ xuôi đó. Mình dựa cái lưng vào nó đỡ giảm đau lưng nha. Mình may tới giáp lại cái miếng nhỏ lúc nãy nha. Rồi mình sẽ lộn ra rồi mình đi nhét gòn vào. Đó, mình giáp mí lại. Rồi mình giáp xong rồi mình lộn ra nha. Gòn đây vào nha. Đánh cho nó đều. Thank you.
tựa cái lưng. Rồi mình nhét cái tay nó ha. Nhét đài mình kéo thì kéo lại. Rồi nha, nhét gòn xong mình sẽ bỏ gối rồi. Kéo thì kéo lại nha. Rồi, vậy là cái gối tựa lưng của mình đã hoàn thành nha. Dưới này thì nó thấp, ở đây là nó cao, mình tựa cái lưng ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Chào tạm biệt các bạn.